kiếm này. Cái chú này á, là độc nhất vô nhị, hồi từ xưa tới giờ với là thanh dân nhắc chỉ có chú này lần đầu tiên không có táp. Chì một cái là mình cảm giác mình biết, giật lên, dính. Dạ, mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Cũng rất là lâu rồi dân không có đi nhắc cá lóc bằng gồng gồng. Hôm nay á, là đi tìm cũng rất là lâu, đi tú bên trên kia là đi vòng 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 vòng. Thật sự là cái chỗ này á, cá lóc đẻ nhiều lắm. Nó sâu rồi gao nhiều, không có ai đánh bắt. Lúc trước mình đi làm thì cũng có nghe mẹ nói có mấy người vô đây nhắc nè. Tìm một hồi rất là lâu vòng vòng mình phát hiện ra một cái ổ trứng. Hôm nay là mình nhắc cá lóc bằng ổ trứng chưa có nở luôn. Đó. Nó vàng vàng màng màng ở trên mặt nước. Nó chưa có nở. Cái này là độ khoảng 1 2 bữa nữa bắt đầu nó mới cái lú đuôi ra. Rồi nó mới đen, từ đen nó mới trở thành đỏ. Đen á thì người ta gọi là bầy gồng gồng khói đèn, là lúc trước mình có quay mình nhấp bầy gồng gồng khói đèn cho cả nhà mình coi đó. Đây là con vịt xe cua. Mình để con vịt xe cua bên đây cho nó mát đi. Khi mà chú vịt này nó mệt thì mình sẽ đổi. Đây là bốn cái lưỡi để bảo vệ cái chân. Cái ức con vịt thì được bảo vệ cái bao rất là rộng. Mình móc một cái con ốc. Hôm nay mình tiếp thu ý kiến của khán giả nên mình móc mồi vô. Chỉ móc một lưỡi thôi. Trứng này là mới đẻ. Mới đẻ trong khoảng vài bữa. Mấy lần trước là mình nhấp không có móc mồi nha, cũng vẫn là bốn cái lưỡi, nhưng mà lần này là móc thêm một miếng mồi ốc, một lưỡi có mồi, còn ba lưỡi không mồi, để xem coi hồi cá của mình nó sẽ dính vô cái lưỡi nào. Cũng là tiếp thu ý kiến của khán giả nên là lần này dân sẽ móc mồi một lưỡi. Kiếm này. Dần dần gỡ con vịt ra nha. Cá này táp một cú một luôn là dính luôn đó. Nó gình đâu rồi sẵn hồi nãy giờ á. Thật sự ra là nó chì sát xuống. Đây, chú vịt của mình được bảo vệ nha. Chứ nó không có gì đâu, nó rất là khỏe, mình bỏ vô trong vỏ đi. Để dần dở lên. Không có biết là nó dính cái lưỡi có con ốc hay là không luôn. Móc rất là sâu, bén. Đây. Đó, rất là sắc bén nha. Chú này rất là ú. Ê, hung dữ dữ vậy. Em dãy quá. Em này rất là hung nha. Hồi nãy thật sự ra là không có táp mà là chì xuống một cái. Dân phát hiện, dân giật ngược là dính liền. Chứ không có táp. Chưa táp lúc nào hết. Dân chỉ nhấp một con duy nhất thôi. Còn một con á là để lại cho nó giữ bầy. Thật sự ra là dân cũng tiếp thu ý kiến của khán giả mình á, góp ý rất là nhiều. Mình cũng tiếp thu được. Những cái lúc trước á, là mình cũng biết á, là nhấp hai con á, là nó sẽ bị những cái con cá tạp khác ăn cá con. Nó bị tiêu diệt bầy. Nhưng mà chỗ của dân á, thì mấy bữa nay á, dân mất đi làm, nghe nhà nói là cái chỗ này rất là nhiều bầy. Mấy anh khác chia lùng nhấp cũng nhiều lắm. Lần này là mình nhấp một con, còn để lại là con cho nó giữ bầy. Chứ mình không có bắt như người ta. Thật sự ra là mình cũng muốn bảo tồn. Mình cũng muốn là để cho nó giữ cái bầy của nó. Nên bắt có một con à. Còn những người khác họ đánh bắt như thế nào thì mình không có biết. Cái chú này á, là độc nhất vô nhị, hồi từ xưa tới giờ với là thanh dân nhắc chỉ có chú này lần đầu tiên không có táp.
chì một cái là mình cảm giác mình biết, giật lên, dính, một phát một, chỉ một phát một duy nhất, chú cá lóc. Đó, rất là hung dữ nha, chú coi nè, vậy mà chú còn bơi 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 bơi. Cái lưỡi câu của mình rất là sắc bén, bốn lưỡi, móc một miếng mồi, cũng là mình tiếp thu ý kiến của khán giả kêu mình móc mồi ốc vô á. Bốn lưỡi mình móc một miếng mồi, nhưng mà không biết là cái lưỡi nào nó dính, nó văng mất tiền miếng ốc luôn rồi. Chú cá lóc này rất là mập, còn một chú để cho nó giữ cái ổ trứng. Dạ, dạ đến đây thì Thanh Vân xin kết thúc cái chuyến đi nhấp dịch bằng ổ trứng. Lần đầu tiên là Vân nhấp bằng ổ trứng luôn á. Cũng chú cá này lần đầu tiên hy hữu, không có táp, chằng một cái là chú giật lên dính liền. Dạ, chúc cô chú anh chị mình thật nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ.